Triệu Lệ Dinh thông báo kết hôn, Hùng Tiểu Phong chỉ là quá khứ. Kể từ khi được gia nhập đến nay, Triệu Lệ Dinh đã từng tạo được chỗ đứng và trở thành trong những nữ sao đặt số nhất của lứa tuổi 85. Mỗi động thái của cô nàng đều trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng. Các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dinh cũng liên tục lập thành tích cao. Triệu Lệ Dinh được biết đến là trong những nữ diễn viên đang nhận sự quan tâm lớn nhất của showbiz. Không chỉ sở hữu ngoại hình gian tuổi, nữ diễn viên còn được khen ngợi là diễn xuất cùng hàng loạt tác phẩm bao như Gái Trường Chủ Lưu. Có thể nói năm 2024 là một chục Triệu Lệ Dinh chứng thực lực và có địa vị trong giới giải trí. Triệu Lệ Dinh gặt hái thành công lớn trong năm 2024 có sự phát triển là vậy, thế nhưng chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dinh lại khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, nàng Tiểu Hoa và Phùng Tiểu Phong bất ngờ thông báo kết hôn khiến mạng xã hội rơi sóng. Thời điểm đó hàng triệu người bùng nổ trước thông tin kết hôn của cặp đôi mình lan truyền khiến bồn tê liệt. Triệu Lệ Dinh và Phùng Tiểu Phong thông báo kết hôn khiến mạng xã hội rơi sóng. Triệu Lệ Dinh và Phùng Tiểu Phong liên truyền sau khi đóng chung trong Tòa Thanh Tu, Tây Du Ký Nữ Nhi Cuộc. Mình lan truyền thời điểm đó, Triệu Lệ Dinh là tiểu hoa cực hot của showbiz. Phùng Tiểu Phong cũng là nữ nam thần, đình đám và con nhà gia. Phùng Tiểu Phong cũng là nam thần, đình đám và con nhà gia thì cũng nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Trước đó cặp đôi đã lo chuyện hẹn hò nhưng dân tình không ngờ cả hai lại cướp gấp như vậy. Sau đó Triệu Lệ Dinh và Phùng Tiểu Phong chào đón cậu con trai đầu lòng, khán giả mong chờ hôn lễ thì kỳ của cặp đôi, nhưng đáng tiếc điều đó lại không thể xảy ra. Triệu Lệ Dinh và Phùng Tiểu Phong bất ngờ thông báo ly hôn, trong hòa bình sẽ cùng nhau chăm sóc con trai. Cuộc hôn nhân ngần ngùi của nàng Tiểu Hoa khi đó đã làm tổn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau hơn 3 năm ly hôn, Triệu Lệ Dinh đã bước lên đỉnh cao mới của sự nghiệp khi giành được hàng loạt giải thưởng lớn như Kim Ung, Phi Thiên. Trong đó, sự nghiệp của Phùng Tiểu Phong ngày càng tụt dốc, phim tộp thảm khi lên sóng. Mới đây dân tình một phen hù phía khi Triệu Lệ Dinh bất ngờ thông báo kết hôn và tung ra tạo hình vạch cưới. Lần này nữ diễn viên chọn phong cách truyền thống với chỉ phục đỏ của vòng hoa lâu lây trên đầu. Tạo hình cô dâu này giúp nữ chính mình lan truyền bùng nổ nhan sắc và được nhận xét là cực kỳ trẻ trung. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến Triệu Lệ Dinh trong sự kiện trọng đại này. Tuy nhiên đây thực tế chỉ là tạo hình cưới của Triệu Lệ Dinh trong bộ phim Hồng Lang Chi Lộ. Phân cảnh này, Lý Hồng Anh, Triệu Lệ Dinh bị bắt cóc bán lên vùng cao làm cô dâu. Chính vì vậy nên tiểu cao của nhân vật mới có đau lòng. Và chúng như sập khóc. Hồ Long Chi Lộ là một trong những dự án điện ảnh có thể quyết định chinh phục màn ảnh chồng của Triệu Lệ Dinh. Liệu cô nàng có thành công như điều thứ 20 trước đó hay không vẫn còn là ẩn số. Bên cạnh đó tạo hình cô dâu Hồ Lang Chi Lộ của Triệu Lệ Dinh được nhận xét là dùng với hình ảnh cài trăm hoa trước đó của cô nàng. Tạo hình này của nàng Tiểu Hoa đã từng sụt một thời dài trở thành trào lưu của được giới trẻ săn đón. Bên cạnh đó tạo hình cưới của Lý Hồng Anh và Hồ Lang Chi còn có phần giống như chính của Minh Lan Truyền do Triệu Lệ Dinh đóng cùng Phùng Tiểu Phong. Cả hai đều có sự mù cười lâu lây, chỉ là một cổ điển, một bờ lại có phần điện đại hơn. Sự xuất hiện trong tạo hình cô dâu nào Triệu Lệ Dinh cũng được khen ngợi hết lời. Minh Lan Truyền cũng được biết đến là bộ phim đã xây chiến cho Triệu Lệ Dinh Phùng Tiểu Phong sau này dù cuộc hôn nhân này kéo dài. Triệu Lệ Dinh và Phùng Tiểu Phong từng gây chấn động làng giải trí khắp châu Á khi ngày tuyên bố đã đường ai nấy đi, khán giả vô cùng tò mò vì nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng này tan vỡ. Gần đây mẹ ruột tài tử Hoa Phùng lần đầu tiên nói vì lý do hôn nhân của con trai. Trong QQ Trung Quốc đã bài đăng gây chú ý của mẹ Phùng Tiểu Phong chia sẻ lý do hôn nhân của con trai và Triệu Lệ Dinh. Bà Phùng vô cùng bức xúc khi kể vì sao đường ai nấy đi, con trai của bà thường xuyên bị khán giả ném đá và cho rằng vì không đối xử với vợ nên đã dẫn đến việc ly hôn. Không thì im lặng nhận nhìn con trai bị mắng vô cớ, mẹ Phùng Tiểu Phong rơi nước mắt khi hé lộ nguyên nhân đứt cánh giữa đường.
Của cặp sao đình đám, bà Phùng cho biết sau khi về chung một nhà, Triệu Lệ Sinh vẫn cứ mãi mê đóng phim và bận rộn với công việc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không chịu sinh thêm con thứ hai. Sau đó, vợ chồng ngôi sao này đã quyết định đường ai nấy đi. Nữ diễn viên không chịu sinh con thứ hai. Sau đó, vợ chồng ngôi sao này quyết định đường ai nấy đi. Có thể thấy mẹ chồng Phùng Tiểu Phong đang ý trách móc con dâu vì có chịu dành thời gian ở nhà chăm sóc gia đình. Chồng và đặc biệt là đồng ý sinh thêm cháu, nối dõi tông đường cho họ Phùng. Có thể thấy mẹ ruột của Phùng Tiểu Phong có ý trách móc con dâu cũ vì không chịu dành thời gian cho nhà chăm sóc. Con và đặc biệt là không đồng ý thêm cháu nội để nối dõi tông đường cho họ Phùng. Trước lời chi của mẹ Phùng Tiểu Phong, con trai vô cùng phẫn nộ và cho rằng quan niệm của nhà Phùng quá cổ hủ. Trước lời chi của mẹ Phùng Tiểu Phong, khán giả vô cùng phẫn nộ cho rằng quan niệm của nhà họ Phùng quá cổ hủ. Ngày nay, mọi người trẻ đều muốn theo đuổi sự nghiệp, hướng chi là mỹ nhân nổi tiếng như Triệu Lệ Sinh, nữ diễn viên Sử Kiều Truyện có sự nghiệp riêng, còn chuyện sinh con bàn bạc thống nhất của hai vợ chồng. Gần một năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Sinh chưa một lần nào nhắc đến chồng cũ. Trong các bài phỏng vấn như sự kiện hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực đóng phim và giữ được danh hiệu nữ hoàng gym của mình trong làng giải trí Hoa Ngư. Dù xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn được định thế vững chắc của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.